Định làm con gì trông đột biến anh ạ? Led chăng? Led carry. Nào, LGD thì còn khoảng tầm 1 phút rưỡi nữa. Nên là cứ bình tĩnh, không vội. Có vẻ như là họ vẫn chưa quyết định được chăng? Không. Juggernaut dành cho AM. Jack. Jack thì lúc đầu có thêm lượng sát thương vào người Thai. Thế thì em nghĩ rằng là Andai sắp năm à? Paradiop. Tryop Ừ. Miana 4. Chứ còn Còn bây giờ sửa bốn bảo con đến nào đánh cơ thì năm có thì chỉ thể có đánh sang Andai boss các số bạn ạ. 5. Andai trông hợp nhất. Andai 5. Có lẽ đây là vị trí mà gần như là con Andai, Andai phù hợp nhất rồi. Lúc đầu bán máu đi cây. Nào để xem là bên phía VP sẽ đáp trả bằng gì. Anh nghĩ ăn đây ở plan. Vâng, dây giờ để hút đam rắc một Ok. counter cơ bản nhưng hiệu quả. Thế thì phải lên cho mình cả gậy lốc không nhỉ? Dây giờ này của GBK đi mid thì có thể lên được gậy lốc rồi. Vì vậy là siêu 8 cầm Spirit Breaker thế nha. Một con bò điên đi mid. Bò đi mid à? Lừa rồi. Bò đi mid mà đánh Razor thì không biết là có phù hợp không, nhưng mà chúng ta đang có một con DP sắp năm ở đây. Và Andai thì vẫn là người đi off trong tay của Faber. Lừa các bạn ạ. Bò đi mid đi với cả Bỏ đi Razor. mid đi cả dây giờ đi kiểu gì? Ôi Tiền dồi cũng chẳng đi được. không Có hiểu thể đi là kiểu CL8 đánh về gì. đánh sắp chăng? Innocent đẩy ra mid thì chắc hợp lý Innocent ra mid hơn. trắng. Bỏ đi đi mid Trong thì lấy level. Con này mà đi mid chắc chỉ lấy level. Ủa, bài này bài 458 dùng rồi anh em ạ. Bỏ đi đi mid lên Dagon. Chắc vào rồi. ulti giật Dagon. Rồi chúng ta cứ bình tĩnh chờ cái màn thể hiện đến từ bên phía của LGD. Nhưng mà anh hiếu thử cho em một đánh giá của anh đi. Nếu mà trong hai lab này thì anh tin tưởng lab nào hơn? Tất nhiên là sẽ tin VP, một line up nó trông nó cơ bản, trông nó dễ chơi, Bài mình vở cảm các giác thứ là đúng không? Lúc này trông con kiểu Spirit Baratheon đi Breaker mid. What the hell? Baratheon đi mid các bạn ạ. Nào. Chỉ khoảng tầm 10-15 giây nữa thôi chúng ta sẽ biết được là đây có phải sự thật hay không. Baratheon mà đi mid thì dĩ nhiên là cái việc có level sớm nó cũng là một ý kiến hay. Vào game thì anh em mình sẽ cân chỉnh lại cái tham nha anh nhá. Chưa, bao giờ đợi vào game đã. Đây rồi. Nào, chúng ta đã đến với màn hình in game và ngay lập tức là tôi thấy một tình huống tiếp bẩn đến từ bên phía của Paris Saint-Germain. Vâng, tiếp liên tục vào người GVK. VP thì nổi tiếng là online chúa. Là rõ ràng là đây là một trận đấu mà mình nghĩ rằng là cái trình độ chuyên môn là cực kỳ cao. Cả hai đội tuyển này đều có mặt ở TI. Trận đấu này giống như một trận đấu tập luyện thôi, cho hai team làm quen với nhau trước khi đối mặt với nhau ở TI. Tham hình của em đang là 36, 35, 34, 33. Em Ừ. 33 anh đang 27 30. 26 Nhưng mà em đang em ở bao trên nhiêu đấy, VMIC em thì bao lại anh bao dễ hơn đấy, anh bao dễ hơn. em Đây đang bao nào. nhiêu 22, 21, 20. sao Anh chỉ được chưa? anh lại bao dễ hơn bởi vì anh nhanh hơn em mà thì em phải là em như nào nhỉ ở vô chị tôi ngược nhỉ thôi để thời gian dương đi để anh reset Dương đi, lại dương cho đi. nó chắc đã. Nào chúng ta sẽ có tiếng tranh đoạt đấy chắc. Không. Tôi định lùi về đến được cái phía. Một Em đang con bao nhiêu rồi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 rồi anh nhá. 11. Rồi. Ok. Nào. Theo như mình và Xu Hiếu đã nói thì kèo này là kèo đi lấy level. Chứ còn con Bala Thu này thật. Level. Đi với cả Razor thì không làm được gì cả. Hút đam cái là vậy luôn. Đúng. Được cái thì hút đam level 1 thì thời gian không quá lâu.
tức là Zuke sẽ sẽ là lắp đi 6, khoảng độ 7, 2 con, thì lúc đấy thì Zeal 8 có lại đam. Theo em thì 4-4 không tệ lắm. 4-4 nhưng cộng thêm cái Quilling Blade thì vẫn farm được. Yeah. Nhìn chung khó thì lắm. Khoảng tầm level 1 là vẫn ok. Nào, trên tôi top lắm thì chúng tôi ta mới thấy có cái Lemmy đi để level. Matchup của DK chính xác là matchup của Undying với một cái DK đi cùng với cả một con Miranda sắp 4. Rõ ràng là với DK đầu game thì các bạn có thể đi đọt được carry đối thủ ít nhiều. Lâu lắm rồi thì mình mới thấy một con Baratheon mạch co anh em ạ. Thực ra thì từ khi mà chuyển sang chơi Dota 2 thì thấy ít ít lắm. Chắc là xem competitive phải tầm 1-2 năm thì mới ra thấy một lần. Dota 1 thì con này vốn là co. Dota 1 thì chúng ta không có khái niệm sắp vào co, cứ vào là chơi thôi. Không có ông nào cắm mắt ông là ông thích gì tự mua đấy. Tôi không quan tâm. Để bot thì sao đây? Làm mễ đi chung với cả một DP cho cả Innocent. Rõ ràng là với lượng sân phép của cả hero này thì Hunter sẽ gặp khá là nhiều nguy hiểm. Cảm giác như là giờ 8 vẫn đang last hit được tương đối 7 crit so với một con dây giờ 11 thì đang là thua một way, thì thế cũng là ổn rồi. Kéo khó mà tay ngắn đi mid gặp dây giờ, xong đó có cái con Spiritbreaker không phải là hero có khả năng clear crit, skill không có. Con này muốn clear crit thì chắc phải mắc một, mà mắc một phải là hai lần chạc thì mới hết được một way, không dễ. Banatum thì không phải là con farm nhanh. Đây là một con hero sinh ra để đánh nhau. Rõ ràng là khi mà có level sớm thì CO8 đã chạc khắp map đâu. Cảm ơn các anh em Lâm Nguyễn nha, cho kèo over time 37 phút. Để em lưu lại. Over time 37 à? Vậy là chúng ta có nhiều kèo phết này. LGD cộng 7.5, PSG game 1, VP 10 kill. Hiện tại thì vẫn chưa có một kill nào cả. Siêu 8 thì cố gắng sinh tồn nó lên thôi. Baratheon thì với việc là sở hữu một cái body khỏe mạnh thì em nghĩ là cũng không vấn đề gì nhiều. Bây giờ có đánh đến mấy thì không chết được. Còn này trâu lắm anh em ạ. Trâu. Hôm nay thì có một điểm lợi, tức là TP về thì quay trở lại lên nhanh. TP về thì gen chạc phát là ra thôi. Không mất quá nhiều thời gian. Cũng đi nai chụp đam. Từng con này 30 đam. Còn 36. Không được mệnh. Cái team đánh khá là hiền ra là đầu game. Rõ ràng là lâu trời VP thì đầu game vẫn là như vậy thôi. Họ đánh chậm, thăm dò đối thủ. Thì bot thì công điều xoay kiếm đến bên ta mê. Mình nhìn như này là lượng sát thương sẽ không đủ. Sếp muốn tan theo, ở đây là cú tan đôi. Quay tay đôi, Innocent cắm vòi ngược lại. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Innocent là người vui quá. Đúng là như vậy các bạn ạ. Phượng Lát dành cho VP. Lát dễ đánh hơn. Lion với cả Tai cũng là hero đi lên rất là khỏe. Ở đây thì Amé vẫn đang farm ổn. Một cú bắn tên chắc bọn nằm chết không ảnh hưởng lắm. Em nghĩ là phải chạc vào để stun. Thì cái cú bắn tên nó sẽ... Ủa cái gì vậy? Ồ, thả sao hai. Nhưng mà GPK thì có cho mình một cái Fairy Fire các bạn ạ. Một cái Fairy Fire đã giúp cho anh ta sống sót. Thì Quillip vào gần quá. Nếu mà xa thêm một tí thì cái Arrow nó lâu hơn thì là được rồi. Hoặc là phải tăng 2 điểm Starfall và không tăng Arrow. Tức là nhảy vào chỉ để thả sao 2 lần thôi. Đấy thì không được. Bởi vì cái con này bắt đầu tăng tên đúng không? Con này không tăng tên thì ảo. Hôm nay chơi không tăng tên thì chết. TP rất nhanh anh em ạ, thấy Miana xuất hiện ở mid là ngay lập tức họ biết Undying một mình là ganh vào luôn. 2-0 dành cho VP rồi. Innocent bot thì ADP này đã bị nớp đi khá là nhiều ở Siphon rồi. Từ cái đợt mà iFox thấy rằng là mấy ông solo Puppy là chuyên môn cứ cầm DP sắp 5 nên là nớp cái Siphon kinh lắm các bạn. Bây giờ những cái level đầu tiên thì Siphon rất là yếu. Thank you.
Nào, đấu tay đôi thì có lẽ là Phượng sẽ là người mạnh hơn, với khả năng giảm rất là nhiều tốc đánh. Phía bên có đồ gì rồi? Với sâu đinh à? Một item phù hợp khi mà con hero này có sâu rip, có thể đổi mana lấy máu. Plan thì thường là wow, sẽ mắc một vừa combo để thôi, tam vừa cho này hát mất 1/3 cây, khó chịu chứ. Cắm vòi trao đổi máu đâu, không làm gì nhiều. Thực sự đây vẫn là một lab mà mình tin tưởng VP hơn, họ có cho mình những con bài chuẩn chỉ. Mặc dù là phía bên này thì Juggernaut có thể chém là được PL đấy, nhưng mà ít ra là cũng phải ngang tiền. Mình vẫn chưa rõ là cái sự có mặt của CO8 ở mid lane với Balathum nó sẽ giúp ích điều gì, nhưng mà tôi vẫn chưa thấy anh ta đi gank pha nào cả. Này thì vẫn đứng mid farm thêm một tí cũng được, không cần vội quá, thì bây giờ mới là phút thứ 7. Có ulti rồi thì có thể nghĩ đến việc di chuyển. Các CO8 thì anh ta vẫn chưa muốn đi, muốn gọi là đẩy lane. Tìm bắn trượt. Anh Đài tăng 3 điểm sâu rip và những cú sâu rip là khá thốn. Đường combo để đẩy cho thanh niên Phoenix đi về rồi. Và tôi đã thấy dấu hiệu trạc đến từ bên phía CO8. Có thể có độc san cho đấm bát, nhưng không. Nào, Nightfall, lượng máu là 4.5. Né đơn giản thôi. Vâng, siêu 8 nhà kê, bao giờ thì sao đây? Khi mà cố gắng để dồn một người kick layer, lượng sát thương là không đủ. Vâng, LGD đi gank kiểu gì vậy? Favon đang cố gắng tiếp cận, và một cú DK trượt. Đâu rồi, nó đâu rồi, không tìm thấy ạ. Vâng, các thành viên của LGD không khác gì một gánh xiếc. Cười thế nhở? Cái con quái gì vậy? Né rất dễ anh em ạ. Đâu có gian giờ là một skin né cực kỳ dễ, cái trạc của Spirit Breaker. Siêu 8 lườm rau gắp thịt, trạc trượt thì là quay sang focus Phượng, nhưng cũng không lấy được mạng. Nhìn thấy cái con bò đi limit là tôi thấy bịp rồi. PL, em nhớ không nhầm là một giây bất tử, tức là một giây biến vào trong không trung. Tức là gần như là kể cả các bạn có trạc như nào cũng né được hết. Một giây. Ở trong này siêu 8 nhìn đàn bóng nó chán rồi đấy. À, chạc vào phát quấy, ok. Nào, siêu 8 vẫn đang chạy lăng quăng. Tôi thì với việc là siêu 8 không có mặt ở mid thì Innocent sẽ có thể đứng để lấy làm vờ, nhưng mà siêu 8 cứ đứng ở đây trông chẳng có tác dụng gì cả. Razor đến, úi ôi, vâng, tất cả giải tán. Siêu 8 thi chạc đi. Ok. Ui dính, không dính cái file spirit không ạ. Dính. Không dính. Spirit Breaker đi mid. Hero này là hero ăn thịt. Phải có mạng không farm được. Ui rồi, đấm solo nhưng mà có đấm được đâu. Nào, Faven phải tiếp cận để đấm solo. Nhưng mà bây giờ Razor đến thôi sao rồi. Vâng, với việc là bị thô linh như này thì Faven sẽ không có đam, và anh ta là người chết ngược thôi. Vâng, tôi nghĩ rằng là LGD nên đổi tên. Đổi tên thành G2 cũng được. Không hiểu kiểu gì 5-0 và đi gank như người nhà quê. Vậy. Đúng đấy. Tôi cũng chưa hiểu là bên phía của team LGD họ đang làm gì. Tôi rất mong chờ cái đấu này. TP thì anh em biết rồi. Online chúa. LGD thì vừa vô địch Major, xong cuối cùng gặp nhau như này đây. Con bò điên đi mid của CO8. Bây giờ bên phía VP đã dẫn là 6-0. Đồng bò điên là không anh được thì sẽ bị không bao nhiêu network lắm. Nhìn network thì chỉ nhỏ một ca tí các bạn ạ. Trông đội hình siêu, đội hình của LGD thì trông thâm cầm quá. Nào một cú trạc xuống bot. Trước đó thì có lẽ là AME cần phải vâng, có lẽ cú chạc này đuổi cho DM đi về thôi. Thậm chí là DM còn không quan tâm. Hello my friend. Bạn đang farm à? Sao tôi farm tí. Đập tay nào. Vâng, GPK đến. Nhưng không. Nó quyết định đi về rồi.
Chứ táo làm gì vậy? Rồi những cũng chắc lừa. Chắc này hơi tốn mana nhá. Không có gì để regen đâu. Vâng, chưa rõ là siêu táo định làm gì nhưng mà chắc đang cooldown. 2 1 Một con hero sinh ra dành cho những chiến binh. Đây từng là hero rất là mạnh. Ở Dota 1 khi mà nó có một skill cộng thêm đam các bạn. Cộng thêm đam dựa trên tốc chạy. Chạy càng nhanh thì đam càng to. Bây giờ thì nó cũng là một phần của cái skill 3 đấy. Tức là các bạn chạy càng nhanh thì đấm bát càng đau. Tiêu 8 lên Eco Saber này, đấm 2 lần thì khả năng bát cũng nhiều hơn. Eco Saber thì cũng có mana regen. Nào, chạm của người của thanh niên Phượng. Nhưng mà rõ ràng là siêu 8 chỉ đang đánh trong kiểu survey thôi. Hãy là cố gắng câu kéo sự chú ý đến các đội viên của team địch. Sau đó là lùi về. Vâng, không hiểu kiểu gì nhưng mà tôi đã thấy là AVE lên bảng sau một cú hấp diêm 3. Sao lần trượt mà đàn ma trông. Người nhà trời quê à? Trời ơi, LGD. LGD bị làm sao đây? Đánh em sợ đấy nhở? AVE thì chết dưới bot. Hai sắp thì đi gank Silent trượt. Vẫn tôn ti như người nhà quê. À, mình đã rất mong chờ trận đấu này các bạn ạ. Nào, Innocent. Đầm này thì đàn ma cho mình nhập mọi người rồi. Tức là Innocent không còn đam. Lượng sát thương của Siphon thì mình nghĩ là không đủ đâu. Và anh đang cố gắng teleport nhưng mà đối phương có cho mình một cái gậy lốc. 8-0 dành cho VP. Tấu hài rồi. Nhìn chắc thấy cái con chờ game 2 có điên đi mít là thấy tấu hài rồi. Chờ cái gì đi tấu hài nãy đánh đâm đi ra. Chia 8 là cái gì cơ? Siêu 8 hết player total up 88 hero so far GD put performance on Split Breaker. Nó đang nói về cái record của siêu 8 anh ạ. Tức là tổng cộng là siêu 8 đã chơi được 88 con hero trong thi đấu chuyên nghiệp. Và đây là con thứ 89. Trước đây thì siêu 8 chơi sắp Kuruki à? Trước đây thì siêu 8 chơi sắp đúng không? Xong rồi. Siêu 8 làm All Hero Challenge giống Kuruki rồi anh em ạ. All Hero Challenge ạ. Lúc thì Marauder, Pango. Bây giờ đổi sang Balotho Limit. Siêu 8 đỉnh cao là offline. Nhưng mà đúng là siêu 8 thì có thể đánh được Andro hết. Vị trí nào cũng có thể chơi được. Thôi cứ bình tĩnh các bạn ạ. Cơm chưa ăn đi gạo còn đó. Trận đấu thì úi giời, mấy ông này tranh thủ nhảy dây với nhau này. Đấu hay quá. Tôi chờ Ame farm cánh team thôi. Đánh cả PL sao? Nên là Jacobnat sẽ lên Fury. Nào chạc thẳng một người xem nhưng mà đấy. Chạc với chúng tôi. Cái gì? Ông chạc ạ. Chết rồi đấy. Ôi trời ơi. 6 5 4 không đủ mà này. Vì đang đếm cooldown của cái chạc nhưng mà rõ ràng là với việc là bị bơ mana thì siêu đám cũng gãy rồi. Ba ca đang chơi chất này khó anh em ạ. Gặp player thì hết stun. Bờ lấy Fury Radius. Một cái talent mới của con Juggernaut này. Xoay kiếm sẽ rộng hơn. Nào, AME thì vẫn bình tĩnh farm thôi. Chúng ta sẽ lên cho mình một cái bất tập Fury. Nhìn kỹ về bounty thì các đội viên đến từ bên phía LGD vẫn đang làm tốt nhé. Họ nhặt được nhiều bounty hơn. Nhưng mà về việc farm thì rõ ràng là với một con Barathum thì không hy vọng gì là anh ta sẽ có net worth cao các bạn ạ. Quá thấp. 5k và thậm chí là còn kém hơn cả một con Andai trong tài phê vườn. Fury bố xét. Uầy. Chuẩn bị sẵn sàng cho mình một tâm hồn đẹp để đánh nhau với cả BL.
Kuri thì chỉ là một item farm này anh em ạ. Nên là Ame sẽ tập trung vào công việc của mình. Nào, tôi thấy lần trạc số 4, số 5 gì đó, siêu 8 mà để xem là có thành công hay không đây. Ơ! Cancel! Ơ! Okay. Tạo spray, câu hút, hút sự chú ý của đối phương, kiếm TP rồi lùi về thôi. Không, mình có thấy là bên phía của VP ITP đâu. Tất cả vẫn cả lắc lạnh xuống lưng ra về. Thấy hơi xa đồng đội, ra té thôi. Vâng, Innocent thấy PL Innocent phải trốn luôn à. Trông khổ dã man. Một sát lượt TP luôn, không nói nhiều. Xe nhìn thấy PL cái TP chồng. Vâng, trong tất cả thì lại hèn thì vào rồi là hèn nhất rồi đấy. Không có gì hèn hơn. Nào, siêu tám bị lốc lên và làm sao để clap đây. Chạc ư. Ok, rõ ràng là với việc là đối phương đã sử dụng cái lốc rồi nhưng mà không sử dụng quả trứng kim ăn ngay cho mình cú tin, nhưng mà trong cái đó thì anh chàng này đồ đang vào đấu đôi vì tên dành cho mình chiều nay phone. Radiant's bottom tower is under attack. Cảm giác là bắt đầu có nét đến từ siêu 8 rồi. Tạo sơ bay là dễ. Lúc ấy thì bạn Thành Lê có cho kèo là 10 kill VP. Nhưng mình không cũng không ngờ là tỷ số là 11. Không ngờ lại dễ thế. Tưởng nó phải đánh nhau sứt đầu vẻ chán. Không. 11. Cũng là một hỗ trợ dành cho Zakonat và Ame, một bạn PL không giàu hơn Zak nhiều. Cơ hội dành cho LED vẫn còn. Bây giờ tuy là 4k tiền nhưng không sao anh em ạ. Cứ bình tĩnh mà chơi thôi. Con Zak này chuẩn bị mọi thứ rồi. Từ Fury, búa xét để mà chơi cả PL rồi. Sau này ta cũng lấy những cái talent liên quan đến cái Black Fury nữa. Cũng được. Clear được bóng. Em ơi, cho anh mượn điện thoại gách. Chết kèo. Nào, mình thấy ba cái smoke đến từ VP. Họ đang di chuyển vào cánh rừng bên dưới. Và theo vị trí hiện tại rõ ràng là Ame đang gặp nguy hiểm. Không tỉnh rồi. Một cú hack nhanh. Innocent cũng đang bị dí. Cảm ơn các anh em Thanh Lê, tôi nhận qua việc công banh rồi. Đốt luôn, yên tâm quá. Quả 10 kill này thì hơi dễ nhá. 10 kill 11 ạ, không hiểu kiểu gì. Không, 100k đấy là của người anh em khác. Thành Lê là cái sau, là cái ban úp. Cảm ơn bạn, nhận được rồi. Quay lại trận đấu đi, ở đây có hút đam. Cố bắn tên trượt, hút đam vào người phía trước. Dominating dành cho GBK. Tôi nghĩ là LGD có thể là chưa quen múi giờ không. Đánh mấy hôm rồi mà. Hôm nay game đầu ban pick lừa quá. Nếu thật sự là DP Dimit thì nhìn trông nó vẫn ổn hơn đúng không? DP Dimit lại là một con bò điên. Quan trọng là cái con DP con này là cái thì... con mà nó phải có đồ thì đàn ma nó mới cắt được. DP mà đánh sắp đâm thì... Cái gì đây? Mình thấy một cái găng tay để tăng tốc đánh. Không biết là thanh niên này sẽ lên đồ gì. Shadow Blade chăng? Chắc là Shadow Blade. Khi mà các bạn tàng hình và chạc thì rõ ràng là đối phương sẽ không nhìn thấy. Nhận được rồi, chân Tôn Đức ạ. Có cả cái 10 kill 100k là của bạn cũng tại vì không có tên nên tôi không biết là ai. Cảm ơn anh em Tùng Trần Đức nha. Bây giờ thì nhìn xem 1-12 và đang là 6k tiền chênh lệch. Nào, Boon Land Shadow. Rõ ràng bây giờ để... tiền là thua nhiều ở mid với cả offlane thôi. Chứ với carry thì Ame không kém PL quá nhiều. Đúng, nên là cứ bình tĩnh. Bắt đầu thấy CL8 có impact nha. Đang hướng đến cả một cái. Đúng là dân chơi đi mid nha. CVS. Thế còn lao vào chạc phát đấm phát là chết luôn đấy. Clip mà. Phải đó. Cứ bình tĩnh, cứ xem đi. Không vội. Nào, Fibon có cho mình level 10. 3 điểm cọc. Nhưng mà rõ ràng đánh với cả một con PL thì cọc vỡ rất nhanh. Anh ta cần phải trốn cho là kỹ. Chênh lệch vẫn chỉ là 5k. Nhưng mà Caribbean đến từ bên phía OPP đang lấn lướt hơn với sức mạnh của PL. Liên tiếp là cướp đi những cái trụ của đối phương. 3 trụ ngoài mất rồi.
hướng thẳng đến con đông san đầu tiên. Nếu mà con đông san này nó là kia đi LGB nhà trông hơi giống là không có gì cản BL hết. Nào cú scan không vào được một người TV trong bot hết đây thì thôi bỏ. Đông sơn đang tập trung công việc phá trụ rồi và anh ta thông báo cho đồng đội là đối phương thiếu một, thiếu đi Lion thì không biết là LGB có muốn đánh không. LGB không dám đánh thôi, vẫn farm thôi. Bắn tên vào thế đô san còn khoảng 1/6 cây máu. Đừng nói với tôi là xin kill cướp được nhá. Thế thì siêu ảo đấy. Ô ô ô ô. Vâng, trong cái đó thì thanh niên siêu 8 vẫn có bảng xếp đôi với Nightfall nhặt được khiên. Vâng, xin kill không cướp được. Và siêu 8 cũng chả có gì chối cả. Vâng, từ Hắc Mã cố gắng teleport nhưng mà đàn bóng đẩy đến. Xin kill. Vâng, không được thể đánh. Siêu 8 về được. Siêu 8 cũng trốn được. Cái quái gì vậy? Bị lốc lên cái số TB nhưng anh ta cũng đã xong cái chạc và sủi. Cũng đã xong như vậy là không ai chết, nhưng mỗi tội là PL thì vẫn là người có cho mình đó là cái Aegis. 5k tiền chênh lệch ở phút 22, cứ bình tĩnh. Bên phía của team LED họ đang muốn farm đủ đồ cho các co đã. Rắc thì mới có thêm cho mình cái chat. Còn Undying thì đang hướng đến gậy xanh. PL này thì Etherland cả chat rồi. Ở level 20 thì cái con Baratum này sẽ có talent cộng thêm tốc độ chạc. Và nếu mà bật cả cái Shadow Blade thì anh ta phi siêu nhanh. Nào, chúng ta cùng chờ cái combo siêu 8 xem nào. Ra là cũng được. Cố gắng hoàn thành gậy xanh. Cái con này mà có CVS ấy thì nó có crit. Xong rồi lại có cả Echo Cyber đấm hai lần mà crit thì cũng khá là đau. Nếu mà là sắp là chết luôn ấy, em nghĩ là kiểu Lion Lion khéo là gần chết luôn. Nếu mà tính cả dùng cả ulti thì là chết chắc. Chạc đúng. Vào đấm được ulti là chết chắc. Không là ta sống được. Hoàng tử Hắc Mã là nhân vật xấu số. Nhưng mà thế cũng tốt. Còn hơn là A Mễ. A Mễ thì dính một quả lựu đạn và lộ vị trí, nhưng mà trong đó Innocent bị lốc lên này, có ai giải vây hay không đây? Không. Rõ ràng là với lượng hơn lượng đầu hiện tại thì A Mễ không dám làm gì cả. Bố xét, Butter Fury đánh nhau cái gì? Farm thôi. A Mễ lên Blink. Cái Blink này sẽ giúp cho anh ta trốn khá nhanh. Nhưng mà theo tôi thì hiện tại anh ta phải trốn luôn. Đúng rồi. Đấy là CO8 đổi đồ rồi. Thay vì lên một cái CVS thì đang hướng đến gậy xanh. Xanh à? Gậy xanh thì giảm cooldown sau kill 1. Nhưng mà cái gì vậy? Ui, cái con Undai này nó chưa chết. Quả trứng đã được phá. Và các đội viên của LGD thành công khi mà GPK bị dồn đam, GPK cũng chết luôn. VP quá tự tin. Và các đội viên của LGD họ gần như là bỏ qua con PL này. Nào, đang pinh một người PL rồi, Nightfall không có mana nữa. LGD đang đánh được nha. Rõ ràng là GPK hơi chủ quan trong tình huống vừa rồi. À, mình vẫn còn cho mình có VP lát bằng cú chạc này, không xong rồi. Cái xoay kiếm nó quá thốn khi mà nó có sát. Một cái quái gì vậy? Cấp bách à? Thực ra thì LGD cũng chưa thua. Nên là cũng không thể nói là hiện tại họ đang cấp bách được. Đấy bị dừng gái. Nào, chạc vào. Nhưng mà lại không có A Mễ ở gần thì em nghĩ là không đủ đam đâu. Trời, đấm đến ngày mai mất. Bỏ đi. Vâng, cấp bách vừa rồi thì PL lừa rất là hay. Anh ta chạy con giả đi, khiến CO8 dí vào. Còn con thật thì vẫn đang đứng ở trụ 2 bên phía LED. Nhưng đấy là điểm sáng duy nhất của VP thôi. Họ mất đi cho mình 3 mạng, cặp đôi support cùng với cả dây giờ. Và bây giờ network chênh lệch chỉ còn là 4k thôi. À, tôi nghe tiếng Bifu. Mặc dù là lượng máu còn lại của anh ta là khá ít rồi, nhưng mà anh ta vẫn cố. Trong đó Innocent thôi. Tầm này thì bị hai co dí chạy kiểu gì đây. Cố gắng sinh tồn bằng một cái gốt nhưng cũng chẳng được bao lâu. Xem lại cái gì đây, pha chạc và chạc đôi, pha chạc đôi. Ủa, cái xoay kiếm này khi mà có sắc khỏe đã man đấy. Ui, nhìn máu Lion này tụt không phanh luôn. Vâng, Lion tiếp tục bị chạc, bị
chém chết trong khi Jack đang xoay kiếm. CO8 cầm về trốn ngay. Ok, theo mình thì họ vẫn đang làm tốt, nhưng mà AB buộc phải dừng Omislat để có thêm thời gian vào Blink. Tuyệt vời, nhưng mà anh ta bị slow lại. 2 giây, 1 giây, xoay kiếm và TP. Ok, đánh rất chuẩn xe giao khoa. Bây giờ thì có cái talent nên là nhìn Jack xoay rất là to. Đúng, cảm giác là cũng ổn anh em ạ. Một cái talent cũng không tệ, xoay rộng hơn rất là nhiều. Em có cảm giác bắt đầu có cho không mình cái xanh rồi. Chơi được rồi đấy, họ vẫn đang đánh chuẩn mà, vẫn đang đánh chuẩn. Chơi được luôn. Có gậy xanh thì con này nó chạy nhanh đây lắm, farm nhanh, clear clip liên tục được. Vâng, trận đấu này nó đang trở nên hấp dẫn hơn các bạn ạ. Nó không phải là game đấu nhà quê nhưng mà chúng ta vẫn nghĩ layup này đánh được, chẳng qua là họ cần cho mình món đồ đã. Innocent mới có một điểm ulti thôi, cú chặt vào dính hai, bắn tên đè theo với JPK không tỉnh được, nhưng mà có một cú đá vết. Ui, bắt một người JPK nhưng mà JPK kịp tỉnh, bắt cho mình BKB lên và thế là hết rồi. Một siêu đám vẫn cố ư, không được đâu. Siêu đám lên bảng, Innocent đã cố gắng thả ma ra nhưng mà quá nhiều bóng PL. Nhanh, khi mà dây giờ bị bắt vào thì tai cả PL đã có mặt. Và ba thành viên bên phía của team LGD đã không đủ đam, thì tên này bây giờ anh ta đã có BKB rồi. Và gành không thành công, mất 3 và khiến cho network chênh lệch bây giờ lại là 5k. Từ hôm đó thì Trần thì chưa quan tâm quá nhiều gì xanh. Em nghĩ là cái gậy xanh của Baratum nó chưa được hoàn thành nên là cái chặt nó cooldown còn lâu ấy. Nếu mà chặt cooldown nhanh hơn thì câu chuyện đã khác. Đây là chặt cooldown 11 giây. Hơi chậm. U rồi. Này ulti thì bị cancel không thì khó rồi các bạn. Không giết được nữa rồi. Có tai ở đây. Bây giờ nó kịp tỉnh thôi. Bật Ensuring là nó sống rồi. Thế được anh em ạ. Game này đúng là cọc tăng cho vui. Chơi Andai gặp PPL. Chán. Xem nào, Jack có đồ gì rồi. Wow. Nhiều đồ phết nha. Quickening Charm này, Titan Sliver này. Anh em to, thật sự luôn. Thành rồi nhá, đừng đùa. Bây giờ tốc độ farm sẽ được đẩy lên rất nhanh. Có gậy xanh thì skill 1 cũng cooldown liên tục. Đấy, đẩy lên siêu nhanh nha các bạn ạ. Chạc qua một phát, đấm mỗi con một phát xong. Con Balotum thì có một cái rất là đặc biệt, đó là toàn bộ skill đều xuyên BKB. Cứ phi vào phát là thôi. Ôi nhưng mà ôi chân nhẹ này. Nhưng mà anh ta lại không muốn cầm. Sáu k tiền. Các bạn có thể thấy là lượng netcode chênh lệch giữa hai carry là không bao nhiêu. Rõ ràng là MV vẫn có cửa lật. Tầm này chênh 6k. Siêu 8 chạc bế nhưng anh A dính ngay một cú hack zone. Siêu 8 cất về trốn. Bật cho mình skill 2 chạy khá nhanh. Ok, về được nhưng mà bị hút sạch đam rồi. Vâng, siêu 8 vừa cancel lại cú chạc. Với đàn ma thì họ ăn trụng rất là nhanh thôi. Đàn ma level 2, 16 con. À vậy thì không biết là đã có cho mình cái đủ tiền mua ai chưa? 3.200 sắp đủ này. Đúng rồi, gậy xanh con Speedwalker là có thể chạm thẳng vào người đang dùng BKB. Mà trước đó thì cũng được anh em bạn chạm xuyên qua thì cũng sẽ đẩy ra, nhưng mà không chạm thẳng vào được. Cái này thì ôi biết thôi, chẳng qua là ôi nói anh em. Ôi là tính là cả là chạm xuyên qua là đẩy được BKB. Cái này thì bây giờ thì có gậy xanh là chạm thẳng vào được luôn. Lên cái chat, đúng, lên cái chat ulti thì sẽ có break và có thêm cả hiệu lực BKB nhẹ. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà làm con Speedbreaker co này thì lên thẳng cái BKB luôn. Trận này con này không cần phải lên counter lại tai. Không, em nghĩ là 2 giây break chả đẹp gì. Nếu mà với tai thì 2 giây không đủ. Lại được, tạm. Nhưng mà
cũng phải là BKB tử tế đã. Ờ, Bây giờ anh BKB tử ta tế lên nốt đi. CVS cả BKB. Miền đang sắp thì đúng là level 15 thì vẫn lấy theo lần bên phải rồi. Cộng thêm Evasion của cái Moonlight Shadow. Lên một cái Lotus à. Lotus trận đấu này có thể phản attack. Cũng như là phản lại cái hút đam. Phản lại hút À đam rất đúng, quan trọng. hút đam quan trọng. Nếu mà phản lại hút đam Đấy được là thì Zac có thể chơi sòng phẳng với cả bây giờ luôn. Nào. Cố gắng rồi mọi người, DM. Xoay kiếm ra, DM tụt máu rất nhanh. Và DM ui anh ta cắp Gravette thì cố gắng sinh tồn nhưng không được rồi. Zac bị lốc lên, Zac bị hút đam và anh ta bị hack lại. Cần phải giữ Omni Slap, nếu không thì sẽ là chết ngay. Ồ, Zac vừa quyết định sử dụng cho mình Omni Slap thì rõ ràng là lượng sát thương sẽ là không nhiều đâu. Chém CPK như gãi kè và bây giờ thì Zac vào đến được siêu 8, CPK chết rồi. Vâng, bây giờ thì anh ta cố gắng xoay kiếm chạy đi nhưng mà PL gì theo. À mấy vẫn phải nằm xuống. Đó là một tình huống 1 đổi 3. Vẫn lãi dành cho LGD nhưng mà giờ họ phải trốn ngay chăng? Không, siêu 8 vẫn chạc tiếp. Siêu 8 đang cố gắng đánh. Nhưng mà đối phương thì trâu quá, với siêu 8 sẽ là người chết ngược thôi. Hơi vui quá. Siêu 8 thật sự là trông vẫn có impact anh em ạ. Pha đấy thì Lion anh ta đã làm tốt công việc của mình. Chấp nhận chết nhưng phải giữ chân bằng được cái con Zac'Ronas để cho PL đấm vào. Bây giờ mất hai co, PL thì có hớt. Ba thành viên còn lại của LED không có đam, chắc chắn là sẽ bỏ lại cho mình cái trụ 2 này mà thôi. Thậm chí là cả trụ 3. Đúng là hai support cùng với cả con Anaing này thì tôi chưa nghĩ ra cách để giết được PL. Và không có đồng đội ở đây thì Nighthorn anh ta sẽ dừng lại Zac hai trụ thôi. Cả bà đã thu ba ông còn lại là thôi đấy. Thần đài thì đúng là Petty. Nhìn thấy PL không biết nó phải làm gì. Đấy là DP siêu tám chắc chạc là và cố phượng gắng để đi xuyên rap qua thôi, PL anh nghĩ là luôn. DP đi rap cũng được. Đấy đủ lúc đang combat hỗn loạn thì mình đi rap mấy cái trụ 2 cũng tệ. Nào, một đồng sàn số 2 dành cho bên phía của VP. Cái chat thì cho ai nhỉ? Cửa ấp trứng, săn ray. Cho tay thì quay tay được trụ, mà tôi nghĩ là cho Phượng có thêm đam, con bác cũng ok. Bắn tên vào, nhưng mà chưa nhìn thấy Đông Sang. Vâng, con Đông Sang đứng ở trong góc hẹp và CQ đang cố gắng. CQ có lút được cái gì không? CQ ăn được con Đông Sang các bạn ạ. Và CQ nhặt một món đồ gì đấy, hình như là quả phô mai. Nhưng mà trong đó sao đây, khi mà thanh niên DM đã vừa lên bảng đếm số quả trứng, quả trứng, quả trứng, quả trứng cũng vỡ. Và các đội viên đến từ bên phía công ty LCD đang làm được. Họ có cho mình hai mạng. À mẹ trốn bằng Fox Tap. Nào, cố gắng lùi về thôi. Lại chặt lên đến bên phía siêu 8 với ui, đánh khủng khiếp quái gì vậy? Nhưng mà không đủ. Đấy rồi, khi đánh cuối với siêu 8 sủi luôn. Vừa một tốc độ tôi khủng khiếp các bạn ạ. Miana ăn được Roshan, nhặt được cái chat. Và Aegis thì trên người PL, nhưng mà ba người đồng đội của PL phải nằm xuống. Đúng. Hoàng, Lion và Tai. Roshan 2 thì bây giờ không còn chi nữa. Đúng, nào, bây giờ bây giờ thật ở đây có xác cũng anh ấy cũng là tăng đấy để ghi tôi thì vượt châu đấy. Nào, liên tiếp là những cú trang và đặt bóng của PL chưa thể nào mà sử dụng được cái sức mạnh của mình, nhưng mà không sao cả, khi vừa sư đám đã hết trạc rồi, chắc chắn là khi vượt sẽ vượt lên 3. Còn bà là thùng này đã có talent level 20 các bạn ạ, nó có cộng thêm 200 tốc chạy trong lúc đang trạc. Sao nhìn lao vào con Lion. Và cái tốc trạng độ này thì có mà bỏ không qua kịp giới hạn tốc xử chạy, lý luôn tức đấy. Là nếu mà anh ta bật cả CBS thì anh ta sẽ phi khoảng tầm 800. Nào, chúng ta đang được nhìn tình huống mà xin kill lút được. Đó là cái xác cũng như là Corusan. Corusan mang lại cho họ khá là nhiều tiền. Và này thì DM bị xoay tới chết luôn đấy. Mà break bị CR8 break thì PL không giúp được. Zac xoay thêm cả đấm của CR8 là đủ đam nào. Luôn. Tôi muốn được nhìn xem tốc chạy của CL8 lúc đang chặn là bao nhiêu. 1455. What the fuck. Phi qua phát thảo đầm đi trên đấy. Thì hết luôn thôi. Có vẻ như là con số 800 mình tính toán là hơi sai. Đúng là phải tính thêm cả skill này nữa anh em ạ. Skill này tăng thêm 28% tốc chạy nữa. Bây giờ phát nhanh lắm, cứ một chạm, một Mundo là hết quay grip rồi. Mắt hộ. Tôi bắt siêu 8 hộ cái. Nhìn kìa. Ui, bánh quần quá. Hai đấm lên grip luôn. Siêu 8 quần.
Bây giờ nhà BQE và AC con này nó là co được luôn đấy anh em ạ. Co mạnh luôn. Tôi nhớ talent 25 của con Spiritbreaker là có tăng đấm bát. Một nhánh là như vậy, còn nhánh còn lại thì tôi không nhớ rõ lắm. Chắc chắn là đoạn này là ngày mai phải cắt lên con bếp rồi anh ạ. Hay rồi. Đoạn này mình cũng đang rảnh rảnh ở nhà. Có Premier các thứ. Tin quả Racing Ball này cuốn quá. Đồng ý là trận đấu này thì LGD chưa thắng. Nhưng mà họ đang kéo dần lại cái lượng netgold rồi các bạn ạ. Talent còn lại là 800 máu hoặc là đấm bắt hơn. 800 máu cũng được em nhỉ, tăng hơn. Theo em thì tầm này nếu mà bảo 800 là... nhiều mà. Tại vì cái talent level 25 là tăng thêm đam của bác chứ không phải là tăng thêm tỷ lệ. Đâu, anh tưởng tăng thêm đam bác không phải tỷ lệ à? 25% cái gì cơ? 25% đam. Đam à? Thế thì tăng thêm đam thì đam không hay lắm. Bắt lâu thì ngon. Ơ nhưng mà tăng thêm đam thì chạp qua cũng đau hơn. Được nhỉ? Ui, vương siêu đã bị hack rồi. Nhưng mà với việc là kịp bật cho mình skill 2 thì anh đang phi. Chạp. Phi được không? Bây giờ mà phi thì sẽ bị lock lên. Ồ xong rồi. Racing Boy. Xong rồi. Nhưng mà gặp cửa động. Cửa động này. Đàn cơ động phải đông quá, quả cơ động này trông kinh quá, rồi điện các thứ ạ. Rồi ôi, vẫn rõ ràng là Spay, bởi vì tầm này là PL có exit nên là LGD họ buộc phải tạo Spay thôi, chờ cái exit hết, chỉ còn 50 giây. Nhưng mà CL8 chết không có bay bách. Hơi mệt. 75 giây chúng ta sẽ không thấy những cú chạc. Tầm này thì Undyne đi PL trông chán không? Cố gắng ra thả tí sao thôi, biết làm sao. Đánh nó thì không cắt gì gãy ghẻ. Đang có đi cây cũng được. Trông mà đi cây cũng thốn thốn. Đi cây này cướp 10 sờ trang cũng không tệ lắm. Nhưng mà hiện tại thì Amễ gần như là không quan tâm. Amễ ơi, đồng đội trông khổ lắm rồi đấy. Amễ không quan tâm anh em ạ. Amễ vẫn đang chém nhà. Câu được một cái fortify. Amễ vẫn đang rất tập trung. Không, Amễ đã quyết định là play Fury và đi về. Ui trời, chạy gì mà xa đấy bạn ơi. Ê, giết đi con báo, bảo vệ cái rách. Được, ok. Rách vẫn còn. Thế thì chưa lỗ quá nhiều. Coi như đúng, là chỉ mất cái trụ 3 thôi. Nhưng Amễ phải cẩn thận nhá. Rất nhanh tay xoay kiếm luôn và đi về. Với việc anh ta có cho mình flicker thì tôi sẽ thấy những cú blink siêu ảo diệu. Nào, giờ thì Balathum nó hồi sinh rồi và Caribbean đến thì bên phía LGD cầm phải đánh ngay. Vâng, siêu 8 có mặt quá nhanh. Chắc là một người Phoenix chưa làm được nhiều điều. Siêu 8 đang quyết định target sẽ là ai đây. Vẫn chưa đoán được. Vâng, quyết định chặt vào những con bóng thôi để tăng số target. Đi qua là nhiều nhất, nhưng mà siêu 8 đã dí vào, cần bật cho mình skill 2 lên nhưng mà chưa kịp rồi, siêu 8 chết chay luôn. Ôi trời ơi, BKB không có, không đánh được. Và trong đó Vivian cũng bị dí vào, Vivian chết luôn rồi. Hai người lên bảng đến BKB, LGD không bay back. Không đánh được các bạn. Ừ, anh em ạ. Nhìn thì vui đấy, nhưng mà vào combat thì siêu 8 loạn quá. Không có anh BKB. Không tìm được ra con PL thật. BKB bật lên cũng chỉ chặt linh tinh và hết BKB thì là chết luôn thôi. Đúng. Nhìn thì vui đấy, nhưng mà thôi anh em nhé, đừng thử. Thôi. Đốt chai zit at home. Ba là thùng bị mít. Vâng. Trừ 30 dễ nhất đời tôi. Đồng ý là trận đấu này rồi. LGD làm rất là tốt trong cái việc là cống hiến cho khán giả. Và họ thua. Gọi là good idea. Xem cũng hay. Mới đầu cứ tưởng là sẽ phải tệ lắm cơ, nhưng mà không phải. Sau cái giai đoạn đầu bắt đầu đủ level, có một tí đồ là cái con Spiritbreaker farm cũng nhanh. Ở đây thì là thôi. Hack, swing, stun, mọi thứ. Ame nằm giây xuống cũng là không có buyback. Thỏng rồi. God. Mega thôi rồi. 100 giây thì là mega rồi anh em ạ. Hết rồi. Ui, nó lại còn nhặt được level lớn. Cầm lên thôi. Hiện tại anh đang cầm tạm cái áo kia để cộng thêm kháng phép. Cái đấy có 20% kháng phép, 20% animation. Chắc là lúc đánh nhà thì sẽ là cầm level vào hoặc là đưa cho Razor. Được. Này thì
LGD là nhiều thử nghiệm hóa anh em ạ. Ăn đây ngọc lên, hôm họ thấy rồi cũng ổn. Bây giờ thêm cả Spiker đi mid rồi thì DP sắp 5 thì bây giờ rất là yếu rồi nên là thôi. Nhiều cái thử nghiệm cộng với nhau đúng không? Thì nó thành nát quá. Chỉ ra từng vị trí một thôi đúng không? Mới cá một lúc liền nhưng thôi. Kiểu bây giờ Balatum đi mid thì cũng phải có con offlane nào trông nó tử tế một tí. Nhìn quả ụt dinh. Chà. Không, sắp đam tử tế đi. Sắp đam DP ạ. Oh my god. Nhìn quả sắp đam nó không làm gì được tai luôn đấy. Nào. Cái gì? Vâng, đó là hai lần hút đam à? Hay là một lần? Siêu tám đâu rồi? Siêu tám vẫn đang chơi ở dưới bot ạ. Đây rồi, siêu tám chạc lên, Lion bị dính một cung break và Lion đi luôn. Bật BKB dí theo với chiếc cung Phoenix, nhưng mà chưa được. Và siêu tám đang cố gắng lùi lại và lại chạc thêm một cú nữa. Nào, cố gắng dí Phoenix nhưng mà Phoenix có trứng mà. Vâng, siêu tám đùa với lửa, siêu tám lên bảng. Amễ thì vẫn chưa thể nào mà chém được. Omni Slash còn, nhưng bây giờ thì sao đây? Chém ai bây giờ? Chém ai bây giờ đây? Đang ngồi nhảy dây với cả vị trí của Razor ạ. Nào, tôi muốn check đam của Amễ, tôi cần nhìn đam của Amễ là bao nhiêu. Cố gắng đi cây nhưng mà tầm này ụ dinh yếu quá. 100 đam rồi, hết đam rồi. Nào, Obi Slash cắt ra, chém loạn hết cả lên, không được bao nhiêu sát thương và cố gắng xoay kiếm đến Amễ. Đi em tụt máu nhanh đấy, nhưng Amễ phải lùi thôi. Khi mà đối phương vẫn có đủ 5 người. Không được à? Gì gì thôi. Amễ bị hack. Amễ unstun. Amễ bị khò. Amễ không sao, nhưng mất nhà thì hết rồi nhỉ. Cố gắng cắt cho mình thêm một cái skip slot nữa trước khi kết thúc trận đấu. Và GG được cô đến từ bên phía của LGD. Đi rồi ông giáo ạ. Xem nào, chúng ta có chắc kèo gì. Qua tí đi. 35 phút Sludota 2 này. Cả PSG là cái 1 là đi này. Tiến phạm LGD cộng 7,5 thì đi đủ góc nhận.